chào mừng các cháu đến với cuộc thi Đôi Bạn Ý Chí. Nghĩ siêu khỏe, siêu ý chí. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Chúng cháu sẵn sàng ạ. Bắt đầu thôi. Bốc thăm dụng cụ. Chiếc môi bé thế này làm sao mà múc được nước đây? Yeah, tôi bốc được một chiếc cốc này. Hoan hô. Wow, cậu uống cái gì trông ngon vậy? Của các cháu đây. Nhìn kìa, Mary, Jenna và Candy có vẻ rất thích thú khi được uống Milo đấy. Vị sô-cô-la ngon mê ly. Đúng vậy. Tuyệt vời. Chặng đầu tiên vượt thử thách lấy nước, thành viên của mỗi đội sẽ phải vượt qua chướng ngại vật có sẵn để đến được điểm thứ hai. Thành viên còn lại sẽ dùng vật tay. Nếu ai thắng sẽ có quyền được bốc thêm dụng cụ hỗ trợ. Chặng 1, đưa nước về bản. Cố lên, cố lên. Bắt đầu. Cố lên, cố lên. Không biết đội nào sẽ giành chiến thắng cuộc thi này đấy nhỉ? Nhanh nào, nhanh nào các cháu ơi. Cố lên. Nhất định tớ sẽ thắng cậu. Chưa chắc cậu đã thắng tớ đâu. Sẵn sàng. Bắt đầu. Cậu ấy cũng khỏe đấy. Cố lên. Yeah, tớ thắng rồi. Tớ giành được dụng cụ hỗ trợ rồi. Cháu bốc thăm đi này. Yeah, là một bình nước. Candy vui vẻ nhớ lại. Nhất định mình sẽ làm được. Cố lên nào. Cố lên Candy. Nhờ sự động viên của Amanda, Candy lại tiếp tục luyện tập. Amanda cũng cố gắng luyện tập này. Nghỉ một lát thôi. Cùng bổ sung năng lượng nào các con yêu. Cháu xin ạ. Con xin ạ. Wow. Ôi, mẹ cậu chu đáo quá. Thơm ngon thế này làm sao cưỡng lại được đây. Đương nhiên rồi, mẹ tớ mà lại. Chúng con tập tiếp đi ạ. Mẹ tin các con làm được. Cố lên. Yeah, quyết tâm. Chặng 2, đưa nước về đích. Yeah. Sẵn sàng, bắt đầu. Cố lên, cố lên. Cố lên Amanda. Cố lên Mary. Đi thôi. Ôi, mình chóng mặt quá đi. Amanda, cố lên. Tỉnh táo lại nào, chạy. Wow, Mary đã lấy được nước rồi này. Đổ vào ca nào. Ôi không. Yeah, nhanh lấy nước thôi. Sao không múc được thế này? Được rồi, về điểm đích thôi. Cẩn thận nào. Cố lên. Yeah. Thế này thì ca nước của các cậu còn lâu mới đầy được. Có vẻ dụng cụ lấy nước đã gây trở ngại nhiều cho đội của Amanda và Candy rồi. Nước trong ca của họ lấy được ít hơn đội bạn khá nhiều. Các cháu có thể hỗ trợ đội của mình rồi. Vâng ạ. Amanda, cậu đừng lo. Tớ vừa thắng được dụng cụ hỗ trợ. Tớ sẽ giúp cậu. Ừ. Chúng mình đi thôi. Ồ, chiếc ca đã dần đầy nước rồi kìa. Yeah. Mệt quá đi. Mary ơi, cậu không sao chứ? Tớ không sao. Bảo bối của cậu đây. Wow. Còn lại để tớ. Ngon quá đi. Gina, chúng ta cùng làm nhé. Đi thôi. Cố lên nào. Xong rồi. Không biết đội nào sẽ giành chiến thắng cuộc thi này đấy nhỉ? Khó thật đấy.
Chú xin tuyên bố đội thắng cuộc. Đặt cả hai. Thì ra nước trong ca của hai đội đều bằng nhau. Yeah. Uống Milo thôi nào. Ngon thật đấy. Wow.